Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về một vật phẩm cực kỳ nguy hiểm. Và tất nhiên, nó cũng chính là ngoại lệ duy nhất trong tất cả các vật phẩm được công khai cho người đọc trong tài liệu The Bike Room. Đó chính là vật phẩm số 99, Hermes Device. Hermes Device, hay còn gọi cách khác là thiết bị Hermes, được đặt theo tên của vị thần Hy Lạp Hermes. Đây là một thiết bị mạnh mẽ được thiết kế để di chuyển hiệu quả và nhanh chóng qua các level, hiện chỉ được sản xuất bởi tổ chức UEC. Thiết bị sử dụng các phương pháp và các thành phần đáng nghi vấn về mặt đạo đức để hoạt động. Kiến thức về cách thức hoạt động của thiết bị và cấu tạo của nó đã được giữ lại để duy trì sự an toàn và an ninh giữa các tổ chức và phe phái. Thiết bị Hermes có cấu tạo và cách hoạt động như sau, bao gồm một bộ não người hoặc não động vật cần dẫn nguồn, được ngâm trong bồn nước chứa nồng độ memory use cao. Lý thuyết hiện tại về cách thức hoạt động của thiết bị Hermes là nó sẽ gây ra giấc mơ trong bộ não với các level khác nhau của Bike Room trên phạm vi trong phạm vi vị trí của người dùng. Ví dụ, nếu level hiện tại của người dùng là level 56, thì bộ não trong thiết bị Hermes sẽ mơ về level 6 đến level 106. Trong trường hợp này, bộ não đã được sử dụng có khoảng 100 level. Các bộ não khác nhau sẽ khác nhau về phạm vi hoạt động và cả phản ứng của chúng đối với cơn đau. Chúng ta có thể trộn thêm cả liquid pain vào dung dịch trong bồn chứa chất lỏng, có thể được sử dụng để điều chỉnh phạm vi bằng cách mở rộng hoặc thu hẹp khoảng cách tùy thuộc vào phản ứng của bộ não đối với cơn đau. Một khi có một dòng điện được truyền vào trong bồn chứa, quá trình dịch chuyển sẽ xảy ra. Mỗi khi quá trình dịch chuyển xảy ra, bộ não bên trong thiết bị Hermes sẽ suy thoái một chút. Và cuối cùng, não sẽ suy thoái đến mức không thể sử dụng được thiết bị Hermes mà không thể thay thế não được nữa. Một thiết bị Hermes duy nhất có khả năng vận chuyển tới 150kg vật chất trước khi bị ngừng hoạt động, hoặc tệ hơn là chỉ vận chuyển một phần trong số vật chất đó. Thiết bị Hermes có nhiều ứng dụng, bao gồm các biện pháp thoát hiểm hiệu quả dưới dạng những bước nhảy thời không. Ví dụ, sử dụng bộ não với phạm vi dịch chuyển nhỏ để có thể dịch chuyển bản thân tới một hoặc hai level để có thể thoát khỏi những tình huống khó khăn. Thiết bị Hermes cũng có thể sử dụng để dịch chuyển đến những level xa hơn, vượt qua hàng chục level trong vài ngày. Đây là một thiết bị đắc lực cho bất kỳ người nào trong The Bike Room. Mặc dù vấn đề đạo đức về việc thu hoạch não người hoặc não động vật vẫn là một yếu tố quan trọng trong việc ngăn cản các bản thiết kế và nguyên mẫu ban đầu của thiết bị Hermes khi bị các đặc vụ của MEG ngăn cản từ khi được sản xuất ra cho công chúng. Bất kỳ ai sở hữu thiết bị này gần như không thể bị theo dõi, và nỗ lực của MEG để bắt những người có thiết bị Hermes cho đến nay vẫn không thành công. Sau đây là những tổ chức đáng chú ý hiện đang sở hữu thiết bị Hermes như sau. Đầu tiên là tổ chức UEC, là những người tạo ra thiết bị này, là một nhóm, các điệp viên, các nhà khoa học thuộc MEG đang và đã phát triển công nghệ sử dụng những điều kỳ lạ trong The Bike Room hiện đã bị MEG truy nã vì vấn đề đạo đức và một số vấn đề khác. Thứ hai đó chính là tổ chức MEG. MEG đã thu thập được một số bản thiết kế chưa hoàn thành và một nguyên mẫu ban đầu của thiết bị Hermes trong một cuộc đột kích vào tổ chức UEC trước khi họ trốn thoát với các thiết bị Hermes đã hoàn thành và các nghiên cứu bất hợp pháp khác, cũng như nhiều tài nguyên quý hiếm. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.